Trời ơi, tao nói tháng 7 âm lịch mà không có xe về để bán nữa. Em bán thêm bánh bía. Nói chứ, em đang tiếp nhỏ bạn. Có ai mua liên hệ nói đi, em ăn rồi, ngon lắm nha. Số điện thoại trên màn hình nha. Chúng ta sẽ trở lại với những nhân vật chính của ngày hôm nay. Đó là giá xe Yamaha Latte. Khách hàng của mình thường gọi là Latte. Một cách rất là miền Tây. Thì như là các bạn nào có quan tâm xe hoặc là có mua xe trong thời gian gần đây đều là biết là tất cả các dòng xe Yamaha của tất cả các hãng luôn thì trong thời gian này rất là hiếm hàng. Các bạn mua chủ yếu là các bạn phải đặt hàng trước hoặc là có hàng sẵn thì cái giá của nó cũng hơi là cao. Thì chiếc Yamaha Latte này nó sẽ rơi vào cái trường hợp đầu tiên, đó là không có xe tại đại lý, không có sẵn. Các bạn đang xem những cái video này là mình sẽ quay đủ màu cho các bạn, nhưng mà là những đoạn video quang quay từ những ngày khác nhau quang ghép lại, chứ nó sẽ không có đủ màu sẵn ở đại lý cho mấy bạn ra mấy bạn lựa đâu. Hiện tại là cửa hàng mình ở Cần Thơ thì có sẵn màu đen nhám ha, còn trong thời gian tới thì nó có về màu đỏ á, màu xanh là hai màu nữa là hết, mà màu đỏ thì là cóc rồi, biết màu xanh nhưng cóc chưa nữa. Các bạn hãy xem là màu đỏ bóng nè. Thì giá hiện tại của màu đỏ bóng này là 41 triệu đồng đã VAT chưa bao gồm trước bạ biển số ha. Thì xe này là xe FI phun xăng điện tử, sử dụng động cơ Blue Core, động cơ độc quyền của Yamaha, rất là êm ái, nhẹ nhàng, lướt đi là im ru. Mặc dù không im bằng Grande nhưng mà cũng được, cũng 125 phân khối. Ở đây cụm công tắc của xe nè, kèn ở phía dưới, mình thích xe Yamaha vì cái kèn nằm phía dưới nữa. Ở bên này sẽ có stop and start, là chế độ tự động ngắt ha. Rồi tắt được đèn, vẫn còn công tắc đèn nha. Xe này có chế độ tự động ngắt, có tính năng đó. Genesis phiên bản tiêu chuẩn không có, chiếc này thì nó chỉ có một phiên bản tiêu chuẩn với lại phiên bản giới hạn, mà phiên bản giới hạn với tiêu chuẩn nó khác nhau cái màu thôi. Mặt đồng hồ thì cơ kết hợp với điện tử, khóa là sử dụng khóa thông minh Smart Key. Tất cả các phiên bản của dòng Latte này đều sử dụng khóa thông minh hết, không có khóa cơ ha. Khóa này mình sử dụng cái remote, không có xài chìa. Rồi đây là màu xám nhám, đây là phiên bản giới hạn duy nhất tính tới thời điểm hiện tại, nó thay thế cho màu bạc nhám. Các bạn nhớ là chiếc Latte màu bạc nhám không? Thì bây giờ đã ngừng sản xuất để nó ra cái màu xám nhám này. Đó, limited edition. Thì giá chiếc xe này hiện tại là 42 triệu đồng cũng đã VAT chưa bao gồm trước bạ biển số ha. Cái yên của xe này màu nâu và tất cả các phiên bản đều là màu nâu hết. Nó không có giống như chiếc phim mới ra mắt. Phim mới ra mắt thì đặc biệt cái xe màu nâu có tiêu chuẩn nó màu đen. Cái chiếc này tất cả là màu nâu. Khác là nó khác màu sắc với có bộ tem limited phía bên hông nè. Còn chữ Latte vẫn là tem nổi như những phiên bản khác thôi, không khác gì. Nói chung màu xám này nó cao hơn thì chỉ cao hơn cái màu thôi. Em mình mở mặt đồng hồ cho các bạn xem. Đó, đồng hồ điện tử kết hợp với đồng hồ cơ. Nó sẽ có chế độ là Chip Audio Oxygen, giờ đồng hồ, xăng, km trên giờ. Nó không có nhiều thông số giống như là chiếc Grande. Grande thì các bạn có thể xem được mức tiêu hao nhiên liệu, mức tiêu hao nhiên liệu trung bình, các thứ, bla bla. Xe này sử dụng đèn halogen bóng vàng. Ở dưới sẽ có một cái đèn demi OLED trắng. Đó, đèn xi nhan nó sẽ nằm ở phía dưới này nữa. Nhiều bạn muốn cái thanh sắt inox á, mà chrome á, là nó là đèn xi nhan luôn hoặc là đèn LED demi luôn, nhưng mà cái phần đó chỉ là cái phần trang trí thôi. Rồi phía sau sẽ là đuôi xe nè, đó, xi nhan cũng halogen cũng vàng hết. Ok, nhiều bạn hỏi là xe này so với Grande thì nó khác hay là nó thua cái gì. Nhiều các bạn hỏi nó thua gì mà giá nó thấp hơn, thì nó thua chiếc Grande ở chỗ là nó không có ABS ha. Xe này là nó cũng thừa hưởng rất là nhiều tính năng của Yamaha nhưng mà không có ABS. Bình xăng vẫn nằm phía trước, là rất là tiện lợi luôn á. Nó thua chiếc Figo cũng ở chỗ ABS thôi, còn lại mọi thứ nó đều có hết. Thậm chí tính tới thời điểm hiện tại thì đây là dòng xe tay ga của Yamaha có cái cốp yên rộng nhất là 37 lít. Trước đây thì nó có Aruzo, nhưng mà mẫu đó bây giờ nó ngừng sản xuất rồi. Nó là đạn chỉ của chiếc này đó, cái đuôi y chang Aruzo, nó có khác cái gì đâu, khác cái phần đầu. khác cái gì đâu nhưng mà khác cái chỗ phần đầu nha. Còn cái đuôi thì nó y chang. Cái sàn để chân rất là rộng nha, các bạn để chân rất là thoải mái luôn. Rồi, đây là màu đen nhám nha. Thì đen nhám này có giá là 41 triệu đồng. Chiếc này lúc clip được đăng lên là lúc xe có sẵn tại đại lý, nên là các bạn có thể lấy được ha. Chiếc này chưa có nhận cọc. Đây, các bạn muốn mở cái cốp yên thì các bạn có thể thao tác trên remote hoặc là dùng chìa khóa phụ ghim ở phía dưới đó, dưới đằng trước. Cái cốp rất là rộng nha, các bạn có thể để vừa một cái ba lô luôn đấy. Hoặc để đồ đi chợ, đi phượt mấy cô, rồi đi chợ là bao la thì chỗ đi đồ luôn. Rồi chế độ bảo hành là 3 năm hoặc là 30.000 cây. Bảo hành bảo dưỡng là trên toàn quốc ha, mà đi bảo hành bất kỳ đại lý nào cũng được. Yên tâm, mua xe chính hãng bên mình là yên tâm, đi bảo hành đâu cũng được ha. Ví dụ đi học đi làm xa thì vẫn bảo hành bảo dưỡng bình thường. Kiểu dáng xe này thiết kế theo kiểu châu Âu á.
Mình không hiểu tại sao mình lên mạng mình coi trang web giá đề xuất ở nước ngoài á, thì chiếc này nó cao giá hơn cả Ethermod nữa. Mình thấy nó hơi phi lý. Mà khi về Việt Nam thì nó bằng phân nửa giá Ethermod à. À, bây giờ thì nó cao hơn một chút rồi, chứ ngày xưa nó bằng phân nửa à. Rồi đây là dòng latte màu trắng ngọc trai. Thì chiếc này không có sẵn ở đại lý rồi mọi người ơi. À, hôm nay mình quay là có khách ra lấy liền luôn rồi, họ đặt cọc trước rồi. Thì giá của màu trắng ngọc trai này là 41 triệu cũng đã VAT, chưa bao gồm trước bạ biển số. Thì các bạn có thể mua với hình thức trả góp nha, là các bạn có thể trả trước là từ 20% tới 70% giá trị xe. Thủ tục thì chỉ cần chứng minh nhân dân hộ khẩu hoặc là chứng minh nhân dân bằng lái từ 18 tuổi trở lên ha. Trong thời gian qua đó, nhận cọc với cái hình thức á là nó mắc cười lắm mọi người. Nói ra thì hơi mắc cười, ngày xưa á lúc mà xe nhiều á thì nó rất là bình thường, nhận cọc 500 1 triệu rất là bình thường, không có gì lạ hết. Nhưng mà thời gian này á, nhận cọc á là đặt cọc nhiều mới giữ giá nha, cọc ít không giữ giá. Cái đó không phải là chảnh, mà cái đó là để tạo cơ hội bán hàng. Tại nhiều người đặt cọc 500 triệu xong bỏ cọc. Lạ gì đó. Vậy đặt cọc là phải chắc chắn lấy, tại vì xe nó về ít quá. Thì một cái vấn đề nữa là số lượng xe nó về nhiều khi nó không đủ như đơn hàng nữa, là lúc đó phải hoàn cọc lại cho khách hàng nữa. Dạo gần đây nói chung là những chuyện mà cảm giác nó rất là trẻ con luôn á. Mình rất là hy vọng cái tình trạng mà hiếm xe gì đây nó sẽ mau được khắc phục anh chạy. Nó về nhiều nhiều chút đi. Hy vọng qua tháng 9 nó sẽ về nhiều. Trong tháng 8 này chiếc latte này về cũng rất là ít. Cái sàn rất là rộng, nhưng mà cái xe dày của mình xe 40 đó, chân mình chân nam nó cũng bự rồi đó. Mà để còn rộng như vậy là mấy bạn chân nữ là thoải mái lắm. Mặc váy, mặc tầm, mặc áo dài gì đó là ngồi tung tăng với chiếc xe này. Kiểu dáng á, mấy chiếc xe của Yamaha kiểu dáng châu Âu á là nó lạ lắm nha. Là quan cảm tưởng giống như là cái trái sầu riêng á. Ai ăn được á thì nghe cái mùi rất là thơm và rất là thích ăn, còn nghiện sầu riêng nữa. Mà ai không ăn được á thì nghe cái mùi không chịu được. Nên xe này nó giống vậy đó. Ai người châu Á thì thích kiểu dáng châu Á là bình thường, còn đã thích cái kiểu dạng châu Âu nó hơi sang sang một tí xíu thì giống như là mê rồi không dứt ra được à. Cái kính xe này màu bạc bóng nha mọi người. Tất cả các phiên bản đều là màu bạc bóng hết. Và cái hình dạng của nó là bầu dục như thế này. Về thông số kỹ thuật của xe thì mình sẽ không nói quá nhiều nữa hen. Thì có rất là nhiều video review em này rồi. Cái độ cao đi, nhiều bạn nữ quan tâm. Thì Quang thấy là khoảng 1m6 các bạn ngồi nó vừa. Dưới 1m6 là nhỏ nhũ lắm nha. Xe này nó cao hơn Genesis á. Nó cao ngang ngang với Rende á. Mà các bạn nhớ Rende ngày xưa là ai quảng cáo không? Hồ Ngọc Hà với Phi Thanh Vân quảng cáo. Mà là các bạn biết là yên xe này nó sẽ cao quá, chứ nó không quá thấp đâu nha. Rồi cái màu cuối cùng của ngày hôm nay đó là màu xanh nhám. Cái chiếc này tôi nói nó bi hài đó mọi người. Yamaha ra mắt màu mới, quảng cáo về đại lý được đúng một chiếc duy nhất. Giá hiện tại cũng là 41 triệu à. Về một chiếc duy nhất. Từ đó tới bây giờ luôn là 3-4 tháng trời không về một chiếc nào màu xanh nữa hết. Và bây giờ tới cuối tháng 8 Quang mới nhận được một chiếc màu xanh nữa nha. Chiếc này là mình cắt từ cái đoạn video một ngày xưa nào đấy. Giờ tới cuối tháng 8 mới về một chiếc nữa. Mà tới lúc video được đăng lên thì không biết có ai nhận cọc hay chưa. Thì chưa biết nha, có thể nhận cọc rồi nữa. Tại vì có một xe nguyên hệ thống luôn, thì khả năng bị nhận cọc rất là cao. Đây là một trong những màu mới của latte ra cùng với màu xám phiên bản giới hạn ha. Còn ba màu sắc trắng đỏ đen kia thì nó vẫn giữ lại, nó không có thay đổi tem thay đổi gì hết, đấy trang thôi. Rồi đến đây thì chắc tạm dừng video được rồi ha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Bye bye.